Chúng ta sang phần tiếp theo là tiền thưởng. Tiền thưởng thì hiện nay trong Bộ Luật Lao động chỉ có hai quy định là điều 63 và điều 64 thôi. Đấy. Theo quy định tại điều 63 thì tiền lương cũng có thể do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, trong thỏa ước hoặc được quy định trong quy chế của doanh nghiệp. Đấy. Các anh chị mà đọc cái khái niệm tiền lương trong các cái giáo trình thì các anh chị thấy là gì? Xin lỗi, tiền thưởng trong các giáo trình thì cái tiền thưởng này nó là cái khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động dựa trên cái năng suất lao động, kết quả làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật lao động của người lao động, đúng không ạ? Như vậy cái tiền thưởng này thì nó khác với phụ cấp lương ở chỗ nó cũng được quy định tại điều 63 đấy các anh chị. Về quy chế pháp lý nó cũng được quy định tại điều 63, cũng do các bên thỏa thuận hoặc do người sử dụng lao động quy định. Nhưng tiền thưởng nó khác với phụ cấp lương ở chỗ tiền thưởng nó là khoản tiền không mang tính chất lương. Này, nó có thưởng hay không là do thỏa thuận hoặc do người sử dụng lao động quy định. Và thông thường ấy, khi thưởng thì người ta căn cứ vào cái kết quả sản xuất kinh doanh. Cái kết quả sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động có được là do một phần đóng góp sức lao động của người lao động. Cho nên cái kết quả sản xuất kinh doanh càng cao thì người sử dụng lao động thưởng cho người lao động càng nhiều. Đấy là cái nguyên tắc. Cái ý nghĩa của tiền thưởng này là rất quan trọng đối với người lao động để khuyến khích người lao động họ làm việc tốt, họ chấp hành tốt kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, thực hiện tốt hợp đồng để có thể được nhận những cái tiền thưởng, nhận được nhiều loại tiền thưởng. Đấy. Và cái ý nghĩa này nó có đạt được hay không thì nó phụ thuộc vào việc doanh nghiệp xây dựng cái quy chế thưởng có tốt hay không. Các anh chị thấy là hiện nay ở các doanh nghiệp thì họ được quyền tự xây dựng quy chế thưởng. Chỉ có doanh nghiệp nhà nước thì bị khống chế thôi. Chứ còn doanh nghiệp dân doanh thì thưởng càng nhiều càng tốt. Và do người sử dụng lao động hoàn toàn quy định. Cái quy chế thưởng tốt hay không nó sẽ giúp cho việc quản lý lao động tại doanh nghiệp là tốt hay không. Tôi lấy ví dụ người sử dụng lao động đặt ra mức thưởng là thưởng chuyên cần. Mức thưởng chuyên cần là 500.000 đồng một tháng đối với người lao động mà trong tháng đó không có nghỉ ngày nào, không đi trễ, không về sớm ngày nào. Nói chung là đi làm đầy đủ đúng giờ thì một tháng là được thưởng 500.000. Như vậy thì cái quy định về thưởng đấy nó có ý nghĩa hết sức quan trọng để khuyến khích người lao động đi làm việc đầy đủ đúng giờ. Và đặc biệt trong những trường hợp cái yêu cầu về giờ giấc làm việc lại ảnh hưởng hết sức quan trọng tới cái công việc chung. Có những công trường hợp là một người lao động nghỉ có thể ảnh hưởng nhiều người lao động khác. Ví dụ như là những trường hợp mà làm theo ca kíp, làm theo dây chuyền công nghệ đấy các anh chị. Như vậy các anh chị thấy là cái việc mà đặt ra cái quy chế thưởng hợp lý là có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc khuyến khích người lao động làm việc tốt, rồi chấp hành tốt nội quy, chấp hành tốt hợp đồng, rồi các quy định nội bộ trong doanh nghiệp. Đấy. Việc quy chế thưởng này thì hoàn toàn do người sử dụng lao động quy định. Pháp luật chỉ có khống chế đối với các doanh nghiệp nhà nước, còn đối với các doanh nghiệp dân doanh bên ngoài thì người sử dụng lao động hoàn toàn có quyền tự quy định cái quy chế thưởng, hoặc là có những cái trường hợp là thưởng được thỏa thuận trong hợp đồng hoặc trong thỏa ước lao động tập thể. Thì đó là các cái quy định về tiền thưởng trong Bộ luật Lao động hiện hành. Như vậy là chúng ta kết thúc chế định tiền lương, tiền thưởng ở đây.